Mời nhà trai xuất hiện. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Rồi xin mời em trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ bên kia. Dạ em tên là Trần Minh Ngọc. Dạ, em 37 tuổi. Hiện tại em phụ trách mảng kinh doanh cho một công ty thép ở Việt Nam. Quê quán của em là ở Đồng Tháp ạ. Hiện tại em đang sống ở quận 7 ạ. Em có gần nhà anh Quyền Linh không? Quyền Linh cũng quận 7 đó. Dạ. Cái nhà đó cũng không có bự gì hung á. Giáp cái nhà là mình phải đi xe máy. Trời nghe. Ơi cái đi bộ là đi không nổi luôn á. Rồi nhà gái giới thiệu gì mình? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Toàn thể quý vị khán giả và anh hàng xóm kế bên ạ. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Mai. Năm nay 34 tuổi. Hiện tại em đang làm việc cho một tập đoàn Nhật Bản Sankogaken về lĩnh vực về giáo dục, chuyên ngành thẩm mỹ. Ở quận 2. Em đang sống ở quận 3. Quận 3, yeah. Quận 3 cũng không có thua gì quận 7 đâu nhé. Nhưng mà quê Mai đâu vậy? Dạ quê em ở An Giang. À Mai An Giang, còn dạ. Ngọc ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Thì cũng chung miền Tây ha. Mình cho đàn gái biết được một ít ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Ngọc. Ưu điểm của em là có thể nói là hiền, ít nói. Nhưng mà em nghĩ ít nói là cũng là một cái khuyết điểm của cá nhân em. Bị nóng tính đó chị. Rồi cái độ nóng của em là dễ sợ nhất là như thế nào? Trước đây thì có lúc mà em giận thì có nhiều khi em cầm cái điện thoại em bỏ vô nước á. Cầm cái điện thoại em bỏ vô nước á. Cách đây mấy năm dạ cũng 5-6 năm rồi chị, cũng 5-6 khá năm. Là lâu. Dạ đúng rồi. Như thế lúc đó em 30-31 tuổi mà em vẫn cầm điện thoại bỏ vô nước thì... Còn ngay cả bản thân bây giờ em cũng nghĩ là em cũng chưa có lớn. Em cũng chưa có lớn. Như thế cũng tốt cho bọn tôi nghĩ ta chưa lớn. Để ta trẻ trung hơn. Tại vì chưa lớn là sẽ còn bỏ điện thoại vô nước hoài. Không bỏ đâu, giờ dạ, không hết rồi, bỏ dạ, đâu. Hết rồi, dạ hết rồi. Em sao nè, em nói về mình chút đi. Về ưu điểm của em thì em thân thiện, thích quan tâm người khác, thích nấu ăn, thích những cái hoạt động chung vui, gia đình hoặc là bạn bè, đồng nghiệp. Rồi, tật xấu của em thì là em cũng hơi bị ít nói một chút, có nóng tính. Tuy nhiên nóng tính của em là nóng tính em im lặng để cho nó tính nó dịu xuống, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Không có cái chuyện mà bỏ cơ sở vật chất của mình vô một cái vấn đề gì đó như là nước nôi hoặc là lửa. Em chơi bỏ cơ sở vật chất thì em cũng rất là tiếc. Đúng rồi, dạ, trời ơi, cái tiền mình làm ra cực khổ mà, đúng không cưng? Dạ. Em là chuyên về gọi là dạy về thẩm mỹ, đúng không? Dạ. Như vậy có nghĩa là em sẽ có những cái đòi hỏi tối thiểu với những người xung quanh em, điển hình là bạn trai của mình. Dạ, ví dụ như là đi chơi thì mình mặc thoải mái, đi học hành thì mình mặc lịch sự chút xíu. Chứ nói chung cái diện mạo của mình nó phù hợp theo từng hoàn cảnh mình đi. Em nâng cao cái đó có nghĩa là cái sự tôn trọng của cái đối phương. Và trong cái buổi đó, cái nguyên tắc cũng đó cũng là cái nhược điểm của em. Tức là làm thẩm mỹ hả? Giáo dục về thẩm mỹ đó. Thành ra là cái chuyện mà mặc quần xà lỏn nhiều hoặc là đi dép tổ ong nhiều là không được đó. Dạ cũng được, nhưng mà mặc ở nhà. Dạ. Ở nhà thôi. Ủa, thí dụ anh mặc lên sân khấu được không em? À, dạ cũng được đó, tùy sở thích của anh, nhưng mà theo em thì không được. Mỗi người mỗi ý thôi. Cái cá tính của người ta thế nào ta thể hiện như thế thôi. Thì người ta có nói gì đâu, người ta nói là tùy không phải, anh. Mỗi người phải người quan ta, điểm. Người ta tôn trọng anh, nhưng mà nếu mà bồ người ta thì người ta không chịu. Còn dạ, tôi lớn tôi thích mặc thì tôi mặc chứ. Đúng không? Không. Hả? Chứ? Người ta nói về chuyện người đây. Người đây. Chứ không phải người ta ép ông. Ông muốn làm gì đó ông làm. Ok. Chào em. Dạ em chào chị. Chà, trẻ hơn so với tuổi nhiều lắm đó nha. Dạ cảm ơn chị, cũng vậy á. Cảm ơn em rất nhiều. Em phải cho mà biết em có mấy mối tình rồi. Mối tình thì em nghĩ chắc cũng kha khá. Kha khá là nhiêu? Em nếu mà em thống kê chắc tầm khoảng 4-5 mối tình nữa. Theo em thì em thiếu sót gì trong 5-6 mối tình đó? Dạ, mọi người hay nhận xét là em là cái người khá là dạy. Nói thẳng ra là dạy gái ạ. Dạy gái ạ. Bạn gái thích gì? Trong khả năng của em chịu được, em sẵn sàng em chịu. Em quen khá là nhiều mấy bạn nữ thì đa số là 9x đó chị. Cho nên là em nghĩ cái lý do quan trọng nhất là mình không có tiếng nói chung, không phù hợp với quan điểm, đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy thì là cái người bạn gái sắp tới của em
em muốn cái người đó phải như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ mà biết chung thủy, biết chia sẻ với mình. Có cần là phải chân dài tới nách, da trắng như Ngọc Trinh không? Ngọc Trinh là một cái hình mẫu mà em gần như là thần tượng. Cô ấy biết tự tìm ra đồng tiền, tự sử dụng cái đồng tiền của mình tìm ra. Còn cái cách tìm như thế nào thì em nghĩ cái chuyện đó là mỗi người có mỗi cái cách khác nhau. Em thần tượng về cái cách tìm ra tiền của cổ hay là em thần tượng về sắc đẹp của cổ? Phải rõ ràng. Cả hai ạ. Cả hai luôn. Dạ. Khó lắm, có Ngọc Trinh thôi. Em đến em thẳng chị, vấn đề với Ngọc Trinh luôn. Thực sự mà nói thì em đó là thần tượng thôi. Còn cái người bạn gái thì là một cái người khác. Có thể là ý chí thì giống, tự kiếm tiền thì giống, nhưng mà về nhân dáng trái ngược hẳn luôn thì sao? Ví dụ mập lùng, ví dụ vậy thì sao nè? Em nghĩ mập lùng cũng là cái duyên ạ. Biết đâu chẳng hạn như mình gặp rồi có tiếng sét ái tình rồi sao chị? Ok, đó là về cảm xúc đúng không em? Dạ đúng rồi. Em nói về cái mối tình của em đi. Thì em chưa có mối tình chính thức nào. Còn ví dụ quen biết, được giới thiệu, may mối thì có. Thì em cũng tìm hiểu một ngày có, hai tháng cũng có, một tuần cũng có. Thì rút lui. Tại sao? Nghĩa là em quan sát bạn như theo cảm tính của mình á, thấy người này nói chuyện hơi tự cao quá em loại, thấy người này hút thuốc em loại, thấy người này nói chuyện hơi bị xạo quá em loại, là em không riết luôn loại cho tới bây giờ mà không tìm được một cái loại nào luôn hả trời. Bây giờ vậy đi, bạn đó thì cái hình mẫu lý tưởng của bạn là Ngọc Trinh, còn em hình mẫu lý tưởng của em là ai? Thật sự là em không có ai về diễn viên hay là về điện ảnh nào cả. Lý tưởng của em đơn giản, có nghĩa là một người có trách nhiệm, sự nghiệp thì cũng ổn định. Như bạn trai bên kia là nói bây giờ dạy gái mà không còn đồng bạc rồi. Ngay từ bây giờ đừng có dạy nữa, từ từ lại. Dạ. Cặp này nó rất là lạ. Một bên là không có mối tình nào, một bên là 5-6 mối tình luôn. Chào em. Dạ chào anh. Theo em thì anh ăn mặc sao? Dạ anh mặc cũng bình thường, lịch sự. Rồi cảm ơn ông Mai. Ông căng quá. Không phải. Căng thẳng quá. Em nghĩ là bạn này là có đẹp trai không? Dạ có đẹp. Có cao? Dạ cao hơn em. Rồi vậy tốt rồi. Thì tốt rồi. Rồi mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai em trai? Dạ em đi với hai anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi xin chào hai anh. Nhu cầu của đôi bên á thì thấy cũng tương đối rồi đó. Kết luận chung á là nó tương đối phù hợp. Nếu rồi. Anh là bạn này thì anh có bấm nút không? Bấm nút. Cảm ơn anh. Em đi với ai vậy? Dạ em đi em gái em và chị đồng nghiệp. Dạ em là em gái của chị Mai ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, và chào anh đàn trai và tất cả các anh chị trên trường quay ạ. Trong quá trình nghe trao đổi của anh chị á, thì cơ bản em thấy là hai anh chị khá là hợp nhau về cái tiêu chuẩn là về chọn bạn đời của nhau như thế nào. Thì em nghĩ là nếu mà là em ở vị trí của chị thì chắc em cũng sẽ bấm nút để có thể có một thời gian nào đó tìm hiểu nhau nhiều hơn, và biết đâu đó là một cái nhân duyên cho anh chị sau này. Trời nó hay quá ta. Em có gia đình chưa? Dạ em đã có gia đình và có hai cháu rồi ạ. Trời ơi. Chị nói chuyện rất là chín chắn, chín chắn hơn chị luôn á. Có duyên luôn á. Anh chịu em gái rồi đó. Được sự góp ý của hai bên rồi, giờ tự hai đứa tìm hiểu nha. Mở rào. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Có hai cuốn sách này thì thật sự quý vị có thể thấy là đây là Doraemon ạ. Là cả một bầu trời tuổi thơ nằm ở trong này. Thì anh muốn gửi tặng em tất cả những tuổi thơ của mình. Đồng thời thì có một cái cuốn sách nữa là Thức dậy thư thái gặt hái thành công. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ em cũng xin gửi tặng chị Hồng Vân ạ. Ồ. Dạ. Trời cảm ơn em. Dạ em gửi chị Doraemon hả Vân? Dạ. Hả? Thức dậy thư thái gặt hái thành công. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, tiếp tới em xin gửi tặng anh một món quà. Thì món quà này thứ nhất là nó cũng đi theo thời gian, thể hiện cho cái thành ý của em. Có nếu mà được duyên cùng anh tiếp nối con đường phía sau thì nó luôn luôn đi theo trong tâm hồn của mình. Thứ hai là đó nói về cái sự thành công của anh, càng ngày càng phát triển hơn thêm về trong công việc. Em ơi cái món quà gì mà nói nó trừu tượng quá, em mở quà ra đi. Đây mình xếp lại biết quý vị. Thì nãy giờ cái giây phút đầu tiên vậy thì không biết là anh có một cái điểm gì đó nó nằm ở trong cái Dạ có anh, là có điểm mà dạ anh hiền, nhận được cái cảm giác là chân thật. Nhưng mà có điểm nào mà em nghĩ là nó không có hợp với em không?
Dạ hiện tại thì chưa, nhưng mà có cái điểm là cái nóng tính chút xíu của mình á, thỉnh thoảng nóng thôi, đừng có dễ nóng là được. Thật sự thì cái diện nóng tính thì em thuộc em ăn chay em chay trường cũng khoảng được 3-4 năm nay rồi. Dạ thì em nghĩ là cái đó cũng là một yếu tố để em có thể kiềm chế được cái nóng tính của em. Thì ngay điểm đó em hơi bị thích một chút xíu ra, tại vì em cũng thích ăn chay, mặc dù hiện tại em không ăn chay trường. Wow. Mà thỉnh thoảng em cũng thích ăn chay, thích đi chùa, đi từ thiện này cả, nhưng có thể là một điểm đó, một đồng quan điểm của mình không chừng nữa. Wow. Yeah. Em có thích em bé không? Dạ rất là thích luôn, hiện tại là cháu em nhà 4 đứa thì mỗi tuần cuối tuần đều qua trông cháu, chơi với cháu không à. Giống anh. Thật sự thì anh cũng có một người chị cũng có gia đình rồi, thì cũng có hai đứa cháu, thì gần như là cuối tuần nào cũng hai cậu cháu đi chở nhau đi chơi hết trơn á. Bây giờ đã đến thời khắc là phải quyết định, để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật kỹ về con tim của mình, xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng. Nãy giờ nói thiệt với Linh nha, Vân thấy cái bạn này á, bạn rất là chi tiết, bạn rất là tỉ mỉ. Nhưng món quà tặng Vân là bạn cũng đã nốt vào đây: dậy lúc 5:30 chạy bộ mỗi ngày nhé. Đó là dành riêng cho Vân đó, để tôi coi tôi có không. Có luôn. Anh Quyền Linh cứ ngủ tới 7 giờ khỏi phải dậy. Nói chứ không có, cũng dậy 5 giờ sáng. Cảm ơn em nhiều. Anh với chị Vân cũng lớn tuổi rồi, 4:30 thôi anh thức rồi. Không, Vân là nướng được tới đâu Vân nướng. 4:15 lên dậy lên la dạo Vân rồi đó. Cũng nướng, Vân không có thể nào mà dậy sớm được, và cũng không thể nào đi bộ được luôn. Thôi, bây giờ thì chúng ta nắm tay nhau đi nào, chính thức hẹn hò với nhau, không phải bắt tay. Và một nụ hôn đầu tiên, mời hai bạn. Mọc ốc là thấy mọc ốc hết trơn trời nè. Trời đất ơi, tôi đứng đây mà tôi thấy nè, ốc ác dựng ngược lên hết trơn à. Thế có cảm xúc mà. Thì ta là tinh khôi luôn đó. Thì đúng rồi, tình yêu đầu tiên nó là phải như thế. Chúng ta hãy